Thưa quý vị và các bạn, dự án khu đô thị mới Tây Nam là một trong những dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Việt Trì. Để triển khai dự án đảm bảo tiến độ đề ra, cấp ủy chính quyền địa phương và chủ đầu tư đang tích cực phối hợp đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, đồng thời có giải pháp xử lý kiên quyết đối với những trường hợp cố tình không chấp hành, đòi hỏi bồi thường hỗ trợ không đúng với chính sách quy định. Dự án khu đô thị mới Tây Nam thành phố Việt Trì là dự án do nhà nước thu hồi đất. Giai đoạn 1 của dự án có tổng diện tích gần 28,4 ha. Thời gian qua, thành phố Việt Trì đã tích cực phối hợp với chủ đầu tư trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Đến nay, diện tích đã giải phóng mặt bằng đạt trên 14,4 ha, trong đó đã chuyển mục đích và bàn giao cho chủ đầu tư triển khai dự án được trên 7,2 ha. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn gần 14 ha chưa hoàn thiện giải phóng mặt bằng, gây khó khăn trong triển khai thực hiện dự án. Chủ đầu tư chúng tôi thì đang tập trung rất là cao độ vào cái công tác thi công cái 7,2 ha mà chúng tôi đã được giao, mà chúng tôi không chờ là giải phóng hết cả 28 ha, bởi vì là chúng tôi sẽ thực hiện theo cái phương án là cuốn chiếu. Thì cái mục đích của chúng tôi ấy, thì nó cũng là góp cái phần là xây dựng cái bộ mặt của thành phố Việt Trì nó ngày càng đẹp hơn. Chúng tôi cũng rất là mong là chính quyền địa phương và bà con cư dân hỗ trợ chúng tôi về cái công tác giải phóng mặt bằng làm sao đấy để nó được nhanh nhất, để chúng tôi thi công đồng bộ và hoàn thành dự án trong thời gian sớm nhất. Để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc này, thành phố Việt Trì đang chỉ đạo các phòng ban liên quan và phường Minh Nông tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Riêng đối với trên 0,6 ha của 17 hộ gia đình, cá nhân mặc dù đã có thông báo thu hồi đất, đã tổ chức vận động, thuyết phục, kê khai kiểm đếm nhưng chưa chấp hành. Thành phố đang xây dựng kế hoạch thực hiện cưỡng chế kiểm đếm vào ngày 1 tháng 12 năm 2023 nếu các hộ dân vẫn chưa chấp hành. Có một số hộ gia đình chưa hiểu đúng về cái dự án. Thứ hai nữa là có một số hộ cũng đang đề nghị cái mức giá đền bù hỗ trợ cao hơn so với mức giá mà nhà nước hiện nay đang quy định. Tuy nhiên, chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền để người dân hiểu đây là một dự án phát triển kinh tế xã hội, không phải là cái dự án để thỏa thuận, để người dân đồng thuận với cái phương án đền bù của nhà nước đưa ra, sớm bàn giao mặt bằng để chủ dự án thực hiện công trình. Với quan điểm thì cũng là tuyên truyền thuyết phục làm sao cho người dân được nhận thức được là các quy định của pháp luật, thế và để hiểu được và để từng bước mà đồng thuận cho dự án. Trong trường hợp mà các hộ mà tiếp tục mà sau khi đã được tuyên truyền vận động rồi mà tiếp tục vẫn là chống đối không thực hiện thì chúng tôi sẽ thực hiện đề xuất cái giải pháp cưỡng chế theo quy định. Dự án khu đô thị mới Tây Nam thành phố Việt Trì là một trong những dự án trọng điểm nhằm tạo điểm nhấn về kiến trúc cảnh quan và hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố Việt Trì. Việc sớm hoàn thành dự án cũng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong khu vực vùng dự án. Do đó, cùng với nỗ lực của chính quyền địa phương và chủ đầu tư, rất cần sự phối hợp, chung tay của nhân dân ủng hộ triển khai dự án, góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, sáng, xanh, sạch, đẹp.